Chào mừng các bạn đến với kênh Bump Channel. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một mẫu mô hình mới ha. Đây là mẫu mô hình của chúng ta, mẫu mô hình xe đó bạn. Xe này giống xe trộn bê tông đó. Còn đây là một số cái tool của mình dùng rồi lắp ráp ha. Một cái nhíp, một cái dụng cụ để uống tròn nữa ha, để xoắn mấy cái đầu này. Còn thanh này là thanh uống vuông, thanh này bẻ những cái đoạn thẳng mà dài dài và dễ hơn ha. Một cái cắt là một cái kẹp, kẹp đầu nhọn các bạn, kẹp dài, kẹp này giúp mình bẻ mấy chi tiết mới chi tiết thì dễ hơn. Nó có hai là kẹp mà, một kẹp này, cái này thì cái này cái thanh này trơn nữa. Nó không có những cái đường khắc như vậy. Những cái kềm như vậy thì bẻ phải khéo ha. Bẻ mạnh quá nó sẽ bị lằn mấy cái đường nữa. Còn kềm này thì bẻ mạnh chắc cũng không sao. Đó, là một số cái dụng cụ mình dùng để lắp ráp ha. Còn cái này là để kẹp để cắt ha. Như này mới mua cái mới thì nó lại có cái nắp đựng các bạn. Trong quá trình sử dụng có lỡ làm rớt thì cũng không hư cái mũi ha. Rồi, giờ mình bắt đầu lắp ráp ha. Ta coi trong đây có mấy cái mẫu ha. Có được mấy miếng. Đúng rồi bạn, đây là chiếc xe trộn bê tông nè. Theo như hình ở đây thì mấy cái này nó xoay được các bạn. Cái bánh này cũng xoay được. Cái phần đựng bê tông cũng xoay được nè. Đây là hướng dẫn lắp ráp nè. Đây là mặt phía sau. Đây là cái hình dáng chiếc xe sau khi hoàn thành nữa. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp ha. Đây là những cái rỉ kim loại. Rồi, giờ mình sẽ cắt 4 miếng các bạn. Số 1, số 2, số 3 và số 4 ha. Đây là cái miếng số 1. Miếng số 2 ha. Mỗi thứ nó có 4 miếng ha. Mình cắt demo trước 2 miếng, 4 miếng. Rồi, đây là 4 cái nha, mỗi thứ 4 cái ha. Giờ mình sẽ uống tròn cái phần số 2 này lại. Nó thành là nó uống vừa tròn, vừa đúng luôn cái tròn tròn này. Cái này mình lấy cái số 1 mình bỏ vô ha. Theo là cái số 3 ha. Cái chỗ này mình bẻ gập xuống cái chân này gập xuống nha. Đó là mình bỏ ở dưới. Bỏ cái này ở dưới ha. Cho nó giấu mấy cái chân này cho đẹp.
Rồi, cái miếng số 4 thì mình bỏ lên đây ha. Cái miếng số 1 và số 2 nữa bạn, nó phải nằm ở, mình phải lắp ở dưới lên ha, nó mới đẹp. Lắp như vậy là chưa đúng rồi, mình phải xoay cái mặt này vô trong các bạn. Giờ mình gỡ bên này ra. Đó, mình phải bỏ cái này ngược lại rồi. Bỏ cái mặt có hoa văn ra, mặt vô trong. Thì cái này mình bỏ phía trong vô các bạn, phía trong này nè, bỏ phía trong của cái miếng số 4 á. Bây giờ mình bỏ vô trong rồi, cái bánh xe đây các bạn, một cái à, tương tự mấy cái khác sao ha, nhưng mà cái thứ tự mình lắp hơi khác trong sách chứ, nhưng mà để cho nó dễ lắp. Ở trong sách thì nó chưa có ghi rõ cái thứ tự lắp lắm, lắp vô nó dễ bị lộn. Rồi nhớ quay cái mặt này vô trên xuống ha. Giờ mình lắp này cho ha. Các bạn nhớ lắp cái phần này vô trước ha, cho nó dễ lắp. Mình lấy cái này mình bỏ vô nè. Rồi, giờ là được 4 cái bánh nè. Tiếp theo mình có 4 cái số 5 và 2 cái số 6. Rồi, mình dùng thử cái dụng cụ này nè. Bẻ có dễ không? Đó, nếu bạn không có thì lấy cái nhíp này cũng được ha. Nhưng mà cái nhíp này nhiều cái nó dài á, thì cái nhíp này nó kẹp không có hết được ha. Đó nên mình phải dùng cái này để làm cho nó dễ và nó thẳng. Nó bẻ bằng này cũng được. Nó thẳng bằng được. Giờ mình lấy cái số 5 mình bỏ vô ha. Cái mặt này các bạn, thì mình xoay vô trong ha. Rồi, giờ mình bẻ cái chân này ra ha. Nó làm cái này để cho cái bánh nó quay được các bạn. Okay.
Nhưng mà làm thấy nó lỏng lẻo quá ha, nó không có chắc gì hết, nó dễ bị lệch. Thà làm nó đứng yên còn hay hơn, nó chọn thấy nó lệch ha. Ba cái chân nữa nó không có khớp với cái miếng này được, nó mình cần đụng xíu là nó bị lệch liền. Đó, nó méo đi thôi ha. Làm đứng yên giùm phải hay hơn à. Còn không làm có thành hình tròn các bạn, phải làm thành hình vuông này. Thấy méo méo là thấy không vui vậy. Những cái chỗ này giờ mình vẽ những cái chốt này xuống ha. Rồi, được 4 cái bánh sau rồi. Rồi, giờ mình sẽ lắp tiếp cái bánh trước nha bạn. Nhưng mà cái kích thước của cái lớp của cái bánh trước á, cái lớp trước á nó nhỏ hơn ha. Đây, thôi coi nè. Đó, lắp tiền lộn nha. Hai cái này là hai cái số 7. Tôi tự ra nãy ha, phần này bỏ cái quay vào trong. Đây là cái bánh trước nè bạn. Và đây là cái bánh sau ha. Giờ nó méo méo mà. Thì làm cái chốt vô luôn đi. Giờ làm vậy. Đó ha. Rồi, tiếp theo mình có miếng số 8, 2 miếng số 9, số 10, 1 và 12 nha bạn. Tìm cái miếng này ha. Nè, mình bẻ này qua. Đó, 90 độ nha bạn. Nè, những cái này mình bẻ gập xuống ha.
Rồi, tiếp theo là cái miếng số 9. Miếng số 9 thì mình lắp bên hông nè các bạn. Lắp bên đây. Miếng số 10. Những cái chân này thì mình bẻ ra ha. Mình đẩy những cái chân này xuống. Bỏ nó vô đây ha. Rồi, cái này thì mình cũng làm tương tự như miếng hồi nãy thôi các bạn. Cái này mình lắp ở đây ha. Đó, các bạn tự bỏ từ phía ngoài vô ha. Cái phần này lát bỏ vô cái bánh dưới đây các bạn. Mình để cái này bỏ nó vô vậy ha. Cái này là cái miếng số 11. Mình quay mặt lại xuống dưới nha bạn. Bạn có mặt dưới nó khác nè. Đang liên tục chuyển động rồi mấy cái đó, giờ mình lắp lên bên tay. Đó, bỏ hai bên hai cái ha. Như vậy chốt cái này lại. Tương tự là cái bên đây. Rồi, giờ mình lấy những bánh xe này mình bỏ vô ha. Những cái bánh bự bỏ phía sau nha mà. Đó, những bánh bự mình bỏ vô đây. Rồi, tiếp theo là cái bánh trước. Các bạn chú ý ha, cái lớp bánh trước thì cái nó nhỏ hơn ha. Đây, cái lớp bánh sau thì nó bự hơn. Đây, chưa chạy mà méo bánh hết rồi. À, làm bố cái chốt lại đẹp hơn ha. Khỏi bị méo. Tiếp theo là có 13, 14, 2 cái 15, 16, 17, 18 và 19. Đó. Đây là cái 16 nha bạn. Cái này giờ mình lắp thành một cái cabin nè. Chỗ này bẻ gặp lại ha. Chỗ này mình uống hơi cong cong là thiếu nha bạn. Uống cong theo cái hướng của cái cửa sổ ở dưới. Đây, uống cong theo cái hướng dưới. Chỗ này cũng vậy. Đó, cái phần chỗ này thì mình vẽ vô ha.
mình để thôi ha, từ từ chốt lại. Rồi, hai cái 15 thì mình uống nó tròn lại nha bạn. Mình uống được như vậy thì mình gấp này vào trong ha. Nó mang cảm cho này nè. Mình gấp này vào trong. Cái này thì bỏ đây nha bạn. Tiếp theo là cái số 13 ha. Mình bẻ gặp hai cái này vô. Đây là cái gương đó. Giờ mình sẽ làm cái vô lăng thôi. Đó, được như vậy ha. Hai cái chân này thì mình bẻ gập nha các bạn. Rồi, tiếp theo là 20, 21, 22, 23, 4, 5 ha. À, toàn bộ những cái phần của cái đầu của bạn, đầu xe. Rồi, giờ mình bẻ những cái này xuống ha. Rồi, chỗ này mình bẻ gập này lên ha. Đó, các bạn bẻ gập này xuống xong rồi bẻ gập này lên nha. Đó, cái này cho nó xoay lên nè. Làm cái ghế các bạn. Đoạn này bẻ gập vào trong. Giờ lấy cái ghế này mình bỏ vô phía sau cái chốt sau lưng các bạn, lỗ sau lưng các bạn bỏ vào trong ha. Rồi mình bỏ vô đây. Đây bạn, cái ghế phía trong rồi ha. Tiếp theo là cái phần này của cái đầu xe này, cái khoang động cơ đó bạn.
Đó, các bạn lắp được cái hình như vậy ha. Rồi, cái tiếp theo là cái số 21 nữa à. Gặp vô ha, gặp nó chỗ này luôn. Đó, thì chỗ này mình uống cong sơ sơ lại nè. Đó, rồi uống cho nó cong. Tiếp theo là bên đây cũng tương tự ha. Ở phía trên này để gặp nó xuống. Cái này nó hơi nhỏ rồi. Cái này thì mình lắp nó trước cái đầu xe rồi. Giờ mình nối hai phần lại ha. Mình để đi đây nè. Rồi, giờ hai cái này ha. Mình bẻ cái này xuống nha bạn. Đó, phần bên đây thì mình bẻ xuống. Đó, cái này thì mình uốn cong nó theo cái đường phía dưới ha. Này là cách đèn nè. Cái này thì mình bẻ xuống xong rồi mình uốn theo cái xe uốn tròn như vậy. Rồi, hai cái chân này thì mình bẻ xuống. Rồi, lấy cái đèn bỏ vào đây nha bạn. Cái đèn thì mình lắp ngang là như vậy. Rồi xong mình lấy cái này bỏ vô đây ha, lắp vô đây luôn. Đó, cái này là chỗ đi chân thôi à, cái này mình sẽ gặp vô. À, cái đèn này thì mình bẻ xuống. Rồi, tương tự cho hai cái bên đây ha. Cái đèn nhỏ nhỏ trong đây nó có một cái đèn nhỏ nhỏ nè. Mình đẩy nó lên ha. Đây. Cái này mình bẻ xuống. We'll be right back.
chốt mấy cái này lại. Trên này nó có hai cái chốt cái này đó bạn, bẻ hai này lên ha. Đó, vậy là xong phần đầu. Bạn thấy cái đầu đẹp không? Rồi, giờ mình hợp nhất cái đầu với lại cái thân xe lại nha bạn. Mình lắp hai cái chốt chỗ này ha. Cái này nó lại có mấy cái chốt nằm phía trong nữa bạn. Khó chốt đấy. Để mình chốt máy này lại ha. Để bạn xoắn lại cho nó chắc. Lắp vô nhìn cũng đẹp không ạ? Nhỏ nhỏ. Rồi, còn phía trên này mình lắp thêm cái bồn nữa. Cái bồn để chứa bê tông đó. Rồi, tiếp theo mình có những miếng 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33. Rồi, cái miếng 26 này thì mình uống tròn nữa nha. Cái miếng này mình cũng uống tròn này luôn. Cái mặt mình quay ra ngoài ha, mình bỏ cái này vô. Tương tự cái này. Những cái miếng này thì mình uống cho nó tròn nha. Nó kêu viết không được. Còn lại cái nón này thì chết. Lấy này bỏ vô đây luôn ha. Tiếp theo là cái này 29. Mấy cái này các bạn cố gắng làm cho nó tròn lại ha. Đẹp. Bẻ những cái chân này xuống. Bỏ cho nó hơi mớp xíu.
bỏ vô kiểu này hơi khó nha các bạn. Đây các bạn có thể cân nhắc. Tiếp theo là cái 30 ha. Để lắp dễ hơn, mẻ mấy cái chân này xuống ha. Rồi, giờ mình sẽ lắp những cái này vô trước. Trước khi mình chốt. Đó, đây mình chưa có chốt rồi ha, mình để tạm nó. Cái này mình thành máy gặp rồi ha. À, giờ mình lắp hai cái này lại. Nhìn giống gì mà. À, cái này thì mình lắp ra ngoài đi ha. Bẻ vô trong thì hơi khó đó. Xong được cái bồn này bạn. Cũng hơi giống giống rồi ha. Đó, giờ mình sẽ lấy cái bồn bỏ lên đây. Tiếp theo là 34, 35, 36, 37, 38 và 39. Đây này 38 nha bạn. 38 này. 39. Rồi, đầu tiên là cái miếng số 34. Hình ảnh mặt thì cảm nha bạn. Rồi, mình bẻ gặp hai này xuống. Như vậy ha. Theo là hai cái miếng này thì mình bẻ gặp xuống trong thôi. Lấy cái này mình gắn vô miếng số 35 ha. Cái này mình lắp bên đây.
miếng 38 này thì mình lắp bên hông này ha. Rồi, lấy cái này bỏ đây ha. Mấy cái này bẻ ngang các bạn, nó làm cơ chế để cho nó xoay được đó. Giống như cái bánh á, như cái bánh làm vậy thì mới được ha. Nó mới xoay được nha, bánh nó dễ rớt lắm. Rồi mình lấy cái thân bự này thôi, có cái đầu bự này, mình bỏ vô đây ha. Tiếp theo là cái miếng số 39 này ha. À, hai bên học này mình vẽ vô. Chỗ này cũng vẽ vô luôn ha. Tiếp theo mình đặt miếng 40 ha. Mình uống nó hơi cong cong này ha. Để tạm này ha. Đáp này trước. Cái thằng này thì mình vẽ xuống 90 độ nè. Nó cái mặt này thì mình quay ra phía sau đây ha. Rồi mình lấy cái này bỏ vô đây. Tiếp theo là miếng số 42. Đó, cái này bạn hơi uống công công là như vậy ha. Đó, bạn đang đặt một hình như vậy. Cái này thì mình vẽ chỗ này ha. Làm thành cái thai nữa bạn. Hai bên đây cũng bẻ xuống luôn ha. Hai cái chân này như vậy. Rồi giờ mình đắp cái này lên. Cái phần mà khuyết xuống một chút này mà mình để ở đây ha. Ba cái chân nè, ba cái lỗ cho này. Cái miếng số 44 này thì mình uống tròn rồi nha.
Ừ, cái chỗ này cũng hơi tròn tròn này ha. Rồi gặp ở đây. Đó, cái này là cái máng để đổ bê tông ra đó. Bỏ vô trước đây ha. Cái này mình bỏ vô hai bên nữa. Cái miếng này thì mình bẻ gập xuống ha. Rồi, mình lấy cái này mình bỏ vô. Đó, các bạn lắp được như vậy ha. Còn cái miếng trên đây thì mình vẽ ngang qua. Đó, để khớp vào cái lỗ đây. Tiếp theo là cái miếng hình tròn nè, cái máng này nè. Chỗ này nó có cái chốt này ha, đó mình bỏ cái chốt này vô đây. À, cái cây này là cái cây này mình bỏ vô trong ha. Nó bỏ vô trong cái lỗ cái hình trụ hình tròn này. Rồi, giờ mình bỏ cái bồn lên thôi. Cái chỗ này các bạn ơi uống cho nó cong cong lại ha, cái miếng này nè, hai cái miếng hai bên này. Cái chỗ này nó bỏ vô hai cái chốt hai bên nữa. Cái này cũng hơi khoai.
Rồi, mình bỏ đường bên mình chốt bên đi ha. Kia từ từ. Lấy phần này mình gắn vô. Cái này mình lấy ra phía sau nha bạn. Đó, giờ bỏ này vô trước. Chỗ này nó cũng có hai cái không, mình phải gập xuống trước. Đó, bẻ mấy cái chân này xuống ha. Đây là những miếng còn lại ha. 45, 46, 47, 48, 49. Cái thằng này thì mình uống tròn rồi nha bạn. Là một cái bình đựng nước thì phải. Ở dưới đây có hai cái lỗ rồi bạn, mình bỏ vô đây ha. Bỏ chỗ này nè. Rồi, sau khi chốt cái chỗ lại thì mình chốt này lại ha. Gặp hai này vô rồi. Cái chỗ này nó đã uống ra nữa nhưng mà hơi khó rồi ha. Cái chỗ này nè. Thôi mình để về luôn. Tại vì nó không có mấy cái đường hết á, không có đường để nào uống. Mình uống bằng mấy cái này nó méo hết. Đó, để vậy cũng đẹp rồi. Phần cầu thang nè, mình lấy này mình bẻ vô ha. Chỗ khúc này có cái bẻ nè. Đó, mình bẻ chỗ này vô. Đó, mình lắp ở bên hông nè. Cái miếng bún chín này thì mình uống nó hơi cong lại. Bạn uống như vậy ha.
Rồi, mình bỏ ra phía sau nè. Ở trong này nó có hai cái lỗ các bạn. Mấy cái bánh này bực bội ghê ha. Chưa làm nó cứ méo méo vậy nè. Quay cũng không có quay được. Làm chi không biết. Rồi, cái này là cái cản trước của cái xe. Cái này thì mình uống tròn rồi nha. Cái này thì mình gắn nó phía trong nha. Đó, gắn nó trong đây. Rồi, xong, chi tiết cuối cùng là gắn ở đây nó là xong rồi. Đang bỏ nó vô trong cái lỗ hình vuông này ha. Đó, bỏ trong này. Rồi các bạn, chiếc xe trộn bê tông đẹp. Giờ mình còn chiêm ngưỡng nha. À, bánh sao nè. Thang để bước lên bước xuống. Bạn thấy có đẹp không? Để mình lấy cho các bạn cái mẫu xe mẹt ha, để coi kích thước hai cái này nó khác nhau như thế nào. Đây, xe mẹt chạy được luôn nha các bạn. Cái này thì bánh nó làm tốt á, nên nó chạy được bình thường. Đây, mình cùng coi ha. Đây là chiếc xe xe trộn bê tông nè, đứng cạnh bên chiếc xe mẹt, con có thấy hai chiếc không? Này nhỏ hơn nhiều luôn ha, chạy không được, bánh không có dễ dàng di chuyển đâu các bạn. Bánh của chiếc mẹt này thì nó dễ di chuyển lắm. Rồi, video lắp ráp chiếc xe bồn, chiếc xe trộn bê tông đã xong ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn để lại một lượt like và một lượt subscribe giúp kênh phát triển hơn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Đó, để lại cho các bạn dễ coi ha.